Chỗ nào xếp chân lại, chỗ nào xếp chân ngắm qua ta. Rồi, đây bây giờ là hai chị em đếm kẹo nha. Từ từ trước khi là mình... Ồ, trời, đếm... Ồ, Em sao? sẽ mà ăn. Đếm kẹo xong rồi ăn kẹo nữa hả? Ok, coi thử hôm nay Zuna đi Halloween, Zuna vui không? Có chứ. Mẹ hỏi từng người em trả lời nha. Giờ chị Ata trả lời trước nè. Hôm nay Suka đi. Đi Halloween Suka vui không Suka? How do you feel? Happy. Happy gì nữa? Vậy thôi hả? Happy, Con thấy làm sao? Con nói excited. tiếng Việt đi. Con nói tiếng Việt đi. Con rất là mừng. Rất là vui. Con rất là vui, vui Sao nữa? mừng. Có sợ nữa không? Không. Vì sao? Vì sao hôm nay không sợ nữa hả? Ra thì nó không có thiệt. À, nó không có thiệt. Rồi Suka, Zuna nay Zuna đi Halloween, Zuna thích không? Sao sợ? Cái gì là sao sợ? Tao có sợ đâu. À, mình bỏ cái mask lên đó hả? Có mấy người bỏ cái mask lên cho nên sợ hả? Nhưng cái mask đó là chỉ pretend thôi. À, Zuna hóc luôn hả? Đâu. Nhưng mà nay Zuna giỏi, Zuna không, Zuna chỉ hóc một xíu thôi, xong rồi Zuna đi xin kẹo vậy. Đúng không? Zuna xin kẹo giỏi rồi, Zuna lúc mà xin kẹo Zuna nói sao? Zuna nói thank you hả? À, lúc mà người ta cho kẹo xong là Zuna nói thank you hả? Còn lúc mà Zuna vô, Zuna có nói happy Halloween không? Giỏi, rồi bây giờ đếm nè, đổ ra đếm nè, để coi có kẹo gì nè, coi Ata à, có kẹo gì, Zuna có kẹo gì nè. Nên là làm gì á? Rồi, xin là thả ra, xin là đếm đi. Rồi xin là đổ nó xuống này Xin anh. là đổ ra, xin là đếm đi. Có gì? À, xin là cũng có luôn trẻ. Đổ ra, xin là đổ ra, xin là đổ ra. Rồi đổ cái xin này ra đây. Xin là đổ ra, xin là đổ kẹo ra, coi mẹ coi xin là có cái kẹo gì nè. Ôi trời ơi, nhiều dữ vậy. Sao lại có Wow. cái thiết? Thiết ra Trời, hai chị em nhiều dữ vậy đó hả? ta. Rồi, đếm nha. Tao từ từ. Ôi trời, ai ta nhiều quá vậy? Con đi xin Wow, ai ta nhiều. nhiều quá. Ủa, không đỏ. Zuna cũng nhiều Zuna quá. cũng nhiều quá. Ôi trời ơi, Zuna nhiều quá. Đánh Ồ. này. Rồi bây giờ Zuna thích cái nào nhất nè? Zuna thích trong cái kẹo của Zuna thích cái kẹo nào nhất nè? Tao cái nào giơ lên. Màu gì đó? Một purple hả? Còn Suka thích cái nào nhất? Thích hai cái này nhất. Trời ơi, tại vì nó bự nhất á hả? Này này chào bà ai ta. Để con chơi về thấy cái này và con rất là thích cái này luôn. Hắn là hết luôn ai ta. Có một cái đồ chơi ở trong này. Rồi giờ ăn cái gì mẹ cho ăn một cái thôi. Ăn một cái rồi. Hồi nãy Suka ăn rồi mà. Ăn một cái nhỏ. Trời ơi, nhiều quá. Đừng ăn cái mấy cái bột bột đó, không có good đâu con. Ăn Zuna ăn cái đó hả? Zuna thích cái đó nhất, Zuna ăn hả? Tao còn thích cái này luôn mà. Không ăn được cái đó. Ừ, không. Too much, coi. Này con, nãy giờ con ăn too much rồi đó. Nếu mà con không, con cảm thấy là đủ rồi thì ngày mai ăn tiếp. Con nãy con Trời ơi, Zuna ngon quá. Mở hết ra đã, mở hết ra đã rồi cắn Zuna. Giúp em. Giúp em mở cái miếng đằng sau ra. Hồi nãy là con ăn đã ăn cái gì rồi? Xem là thích cái chocolate đó nhất hả? Màu À, xem là thích pumpkin hả? Xem là say thank you ta. Ui. Trời, đổ dương của mẹ rồi. Trường diễn Trời ơi, ngon không? Không, cái đó save for tomorrow. Not yet, only one. Today, ok? Con ăn nhiều rồi. Hồi nãy con ăn nhiều rồi. Mẹ nghĩ là giờ con no rồi, là con để dành ngày mai đi. Hồi nãy nhà bắt hai là con cũng ăn rồi. Ăn này đâu. Nãy về nhà con ăn hai cục rồi.
Nãy lúc về nhà con ăn mấy cục rồi? Một. Ăn cục nào? Đây giờ con muốn ăn cái nào? Buổi tối đừng ăn cái đó. Tối nó chua chua, cái bụng đường nó không tiêu nổi đâu. Thôi để dành ngày mai thôi. Đây. Đây. Hôm nay đã cắt gì? Chắc con ăn cái kem này. Rồi đó, ăn cái nữa thôi. Rồi quanh thôi nha, mỗi người quanh thôi. Suna quanh, ta quanh thôi, ok. Cho em, cho bỏ hết không cho em cắn miếng gì vậy. Nhả ra cho em miếng. Nhả ra rồi. Suna ăn không? Hỏi em ăn, nhả ra thử hỏi em ăn không thì đưa em ăn. Thấy chưa? Em em giỏi quá, em share cho Ata mà Ata kỳ cục hết. That's it, ok. Chùi áo đi, tới mẹ thay luôn. Đồ dơ rồi mà chưa tắm, chùi áo luôn đi. Chứ đừng chùi giường của mẹ. Và đáp. Còn khá. Và đáp. Và đáp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 tới 15. Con 13. 14. 16. 17. 18. 18. 19. 20. 21. 22. 23, 24, 25, 26. Má ăn bỏ này vậy? 28, 29. Đóng lại. 30 lại. Mẹ không biết. À, không biết gì. Ai? Baby. Baby nào? 32. 33. À, Jaden. 35. 36. 37. 38. 39. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 46. Tiếng Anh là bao nhiêu? 46. 46. Rồi, Juna, 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 turn Juna đếm đi. 1. Juna đếm 2. Hay là Juna đếm 1, 2, 3. 4, 5, 6. Để em tự đếm rồi coi. Suna đếm theo. Nice. Suna đếm theo chị đi. 10. Đúng rồi. 11. Để Suna làm. 13. 14. Để ta đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Thì Ata đếm. Ata đếm thôi mà. Ata phải đếm một lá này. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi mai là Juna ăn cái nào nè? Thì mai à? Ừ. Mai là Juna ăn cái nào? Bún ăn này. Đâu cái nào dơ lại mẹ coi. Rồi, save for tomorrow, ok? For tomorrow, okay? Not right now. Enough. Cái này rồi cắt vô đây, cắt vô Halloween, cắt vô pumpkin hết đi. Để hai chị em xem một lần nữa. Happy Halloween. Happy Halloween. Thì nói phải nói cùng nhau chứ. Nè nhìn nhìn đây nó 1 2 3 cái là. Mai con sẽ ăn cái này. Anh sẽ ăn cái hôm cho ăn này đâu. Anh sẽ mua ăn này. Uh-huh. Đỏ khôi trong. Chứ nếu tôi nào không thích ăn cái này á hả? Sao vậy? Không thích. Rồi hai chị em nhìn đây rồi
Say happy Halloween một lần nữa và mình say bye bye video này. Từ từ để em nhìn vô đây, cho đây nhìn đây, phải vui happy lên. Say Halloween. Xin là phải đợi Atan nữa chứ. Khi nào mẹ say 1, 2, 3 cái là nói nha. Ok, you guys ready? Nè. Muốn đi lấy cho ta con. Cái đó là cục gì nó không ăn được đâu, cái cục đó cứng lắm. Đóng đi cho mẹ. Cái này quá ta, mà sao lại lấy quá ta? Bò kho chị Jenny cho em để bên đó đó. Để bỏ tủ lạnh giùm em đi. Anh chị ăn đi. Bò kho đó, chặn bỏ tủ lạnh đi. Mà thấy anh này được không?